Xin chào, chào mừng bạn đến với CAD Radio, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, tâm sự và học hỏi những trải nghiệm vào 20 giờ mỗi tối. Tôi mong là bạn đã có một ngày thật là vui vẻ, thật là thoải mái. Và ngày hôm nay, vào ngay lúc này, có thể dẹp bỏ hết những mệt mỏi, căng thẳng để cùng nhau ngồi xuống và nghe những câu chuyện. Mỗi một ngày sẽ có một chủ đề, và những chủ đề này là do chính bản thân tôi đã soạn ra, đã tổng kết, và đương nhiên là có những trải nghiệm của bản thân chia sẻ cùng với mọi người, và mong muốn được đồng cảm với mọi người để lan tỏa những cái điều tích cực, những cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại. Thật sự cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đến với CAD Radio. Và ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta đó là: không ai mạnh mẽ, không ai tài giỏi, tất cả chỉ là sự lựa chọn. Tại sao lại có một cái chủ đề dài như vậy? Tại vì tôi cảm thấy chủ đề này không thể rút gọn ngắn thêm được nữa các bạn. Bởi vì ý nghĩa của nó đã gói gọn trong những cái câu từ này rồi. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta có nhiều người các bạn thấy họ rất mạnh mẽ đúng không? Và đôi khi là bạn cảm thấy ngưỡng mộ cái sự mạnh mẽ của họ. Bạn nói rằng, trời ơi, trong một cái tình huống như vậy, một cái hoàn cảnh như vậy, tại sao người ta có thể mạnh mẽ đến như thế? Nếu rơi vào mình là trường hợp của họ, thì chưa chắc gì mình có thể trải qua được, mình có thể đứng dậy được. Hoặc là bạn ngưỡng mộ một ai đó về sự tài giỏi của họ, bạn cảm thấy họ là một người thành công trong nhiều lĩnh vực hoặc một lĩnh vực. Và đôi khi sự thành công ở đây chỉ đơn giản là họ có một cái gia đình hạnh phúc, có một mái ấm yêu thương mà bạn hằng ao ước. Thành công nó đơn giản như vậy. Và bạn thầm ngưỡng mộ, bạn tự hỏi rằng đến bao giờ mình mới được thành công như họ, đến bao giờ mình mới có thể tài giỏi như họ. Thật ra thì ngẫm lại con đường đã qua các bạn, không ai là mạnh mẽ, cũng không ai là tài giỏi một cách tự nhiên đâu. Tất cả đều cần có một quá trình dài lâu và bền bỉ, cộng với sự kiên quyết của bản thân, dám đương đầu với thất bại, cũng như là nhìn nhận lại những cái sai lầm của mình. Chúng ta suy cho cùng chỉ đơn giản là những con người nhỏ bé trong xã hội hiện đại, với tầng tầng lớp lớp, những người, những vật, những sự kiện. Đôi khi mình cảm thấy mình nhạt nhòa trong mọi thứ. Làm thế nào để mình có thể mạnh mẽ bước tiếp? Làm thế nào để mình có thể khẳng định được khả năng cũng như là năng lực của bản thân? Thì ở đây tất cả chỉ là sự lựa chọn. Nếu bạn lựa chọn một cuộc sống mạnh mẽ, thì đồng nghĩa với việc ở quá khứ bạn đã phải trải qua ít hoặc nhiều đau thương, tổn thương, và đôi khi là những lần té bục mặt ở trên đường mà không ai đỡ bạn. Chính vì không có người để dựa dẫm, chính vì không có ai đỡ lấy bạn, vậy nên bản thân của mình mới hiểu rằng cái con người duy nhất mà mình có thể dựa vào, có thể tin tưởng, đó là bản thân mình. Từ cái chỗ đó, mỗi khi mình nhìn vô gương, mình lại tự nhủ rằng nhất định phải mạnh mẽ. Và mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất để tồn tại nơi đây. Tương tự như vậy, cũng không có ai là tài giỏi, là thành công một cách tự nhiên. Họ đã đánh đổi rất nhiều. Và sự tài giỏi đó là một quá trình nghiên cứu, học tập không ngừng, kiên trì nỗ lực từ ngày này qua ngày khác. Đã có những đêm thức đến sáng, cũng có những ngày gà chưa gáy đã bắt đầu lầm cầm ngồi dậy. Họ nghiên cứu tất thảy những kiến thức về lĩnh vực mà họ làm. Họ bước qua được những cái chặng đường khó khăn mà hầu hết những người khác đã bỏ cuộc. Cộng với sự mạnh mẽ và kiên trì, dần dần kết hợp với sự học hỏi không ngừng, họ trở nên tài giỏi lúc nào không hay. Và khi đã tài giỏi rồi thì thành công sẽ tìm đến họ. Thật ra bạn không cần phải ngưỡng mộ. Hãy ngưỡng mộ bản thân mình á. Hãy làm cho bản thân mình khi nhìn lại cảm thấy ngưỡng mộ con người hiện tại và cảm ơn con người quá khứ. Đừng có mong chờ rằng ai đó sẽ đến giúp bạn, giúp cho bạn mạnh mẽ lên hay giúp cho bạn tài giỏi hơn.
tất cả nằm ở hai chữ bản thân. Đương nhiên bạn có thể không cần phải mạnh mẽ hay tài giỏi, đó là sự lựa chọn của bạn mà thôi. Nếu trong tình huống đó bạn chọn yếu đuối thì bạn cũng sẽ như bao người. Và đôi khi sự gục ngã nó ập đến và mình không kịp trở tay. Còn nếu bạn cảm thấy mình thích hợp với một cuộc sống linh bình, bình thường, cơm ba bữa đủ ăn, quần áo đủ mặc là đủ rồi, mình không cần phải phấn đấu để tốt hơn ai cả, thì lúc này đó là sự lựa chọn của bạn. Có rất nhiều người họ chọn cực khổ lúc này để sung sướng lúc sau. Cũng có nhiều người họ chọn an nhàn vào thời điểm khả năng của bản thân có thể làm được, để rồi sau này phải chịu cái cảnh sống phụ thuộc vào người khác ở tương lai. Bạn cũng thấy rồi đó, tất cả chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Bản thân chúng ta đều có một con đường để đi, và con đường đó chính là sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể chọn làm công việc A hay công việc B. Bạn cũng có thể lựa chọn một là hết sức, hết lòng để chứng tỏ bản thân, hay là mình trở thành một người bình thường và sau này cuộc sống của mình cũng bình thường, hoặc thậm chí là có phần hơi chông chênh. Bởi vì qua trận đại dịch này, có lẽ các bạn cũng đã hiểu được sự cố gắng, sự học hỏi, tài giỏi, mạnh mẽ nó quan trọng đến cỡ nào. Nếu chúng ta yếu đuối thì mọi tác động ở ngoại cảnh xung quanh rất dễ để dùi dập mình, làm cho mình ngóc đầu không lên được các bạn. Giống như là mình đang chìm ở trong một cái cơn lốc và mình không có đường ra, mình cứ lẩn quẩn ở trong đó mãi. Còn nếu bây giờ mình chọn lựa rằng tôi phải học hỏi để tôi trở nên tài giỏi và thành công, để những người thân xung quanh tôi có cái nhìn khác về tôi, cũng như là tôi có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, có cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình, cũng như là đóng góp cho xã hội. Hoặc là bạn cứ có thể suy nghĩ rằng tôi làm đúng 8 tiếng thôi, rồi tôi đi về, công việc của tôi là như vậy, và đương nhiên mức lương của tôi hàng tháng cũng như vậy. Chúng ta đều có những sự lựa chọn, chẳng ai bắt ép bạn phải cực khổ cả. Nhưng chính bản thân bạn, cái sự kỷ luật, cái sự nhận thức, nó sẽ khiến bạn thay đổi mỗi ngày. Hãy cho mình một cái sự lựa chọn đúng đắn ngày hôm nay. Chủ đề này tôi đã định viết trên bay CAD 1992, nhưng mà tôi cảm thấy nên thu radio về cái chủ đề này. Tại vì tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp người ta mạnh mẽ như thế nào để vượt qua dông bão và thành công, cũng như tôi chứng kiến từ một người không giỏi giang là mấy, nhưng sau này chính vì cái sự học hỏi tìm tòi mà để cho những người từng coi thường mình trở nên ngưỡng mộ. Tôi nghĩ với cái giọng nói sẽ giúp cho các bạn có thể nghe và đồng cảm nhiều hơn. Tôi biết là đôi khi các bạn rất khó chọn lựa, nhưng mà các bạn tin tôi đi, thà mình chọn đúng chọn sai gì cũng được hết. Nếu chọn sai á thì mình còn biết mà mình chọn lại, còn đỡ hơn là mình cứ phân vân mãi, rồi cuối cùng thời gian để chọn lựa đã không còn. Vậy hãy nhanh chóng chọn cho mình một con đường phù hợp và cố gắng phấn đấu trên con đường đó bạn nha. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho CAD Radio vào tối nay. Chúc các bạn có một buổi tối ấm áp. Hãy nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp nhau vào 20 giờ mỗi tối. Chúc bạn có một buổi tối an lành và bye bye!